Chào bạn, tôi là Thái Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ học đến tiếp đó là đặt táp cho đoạn văn bản và chúng ta sẽ làm việc với bảng biểu cũng như là các phép tính trên cái bảng biểu trong Word như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào desktop để chúng ta làm một cái file mới. Các bạn mở cái file hôm trước các bạn ra để chúng ta cùng thực hành. Thì đây tôi sẽ tạo mới một cái file của tôi. Ở đây tôi sẽ dạy cho các bạn đó là đặt táp. Thì nhiều bạn vẫn không hiểu táp là cái gì. Tab nó có nút ở trên bàn phím bên góc bên tay trái, ở phía dưới nút ESC nó có nút tab. Thì trong Word này người ta định nghĩa tab đó là một cái khoảng trống mà nó sẽ nhảy từ trỏ chuột này sang một địa điểm khác thì gọi là điểm tab, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng điểm tab này cho việc là đánh những cái dấu chấm hoặc là những cái đoạn mà chúng ta muốn. Ở đây chúng ta sẽ thực hành đó là các bạn vào home này và paragraph cái mũi tên này, các bạn chọn tab thì nó sẽ hiện ra một cái bảng đó là tab. Thì ở đây chúng ta có là bảng tab stop portion, đó là cái điểm dừng. Ví dụ tôi muốn nhảy từ cái chuột của tôi đang là ở vị trí đây nhá, vị trí gióng thẳng cái thước này lên, đó là vị trí 0 đúng không? Tôi muốn nhảy nó từ 0 đến 8 và thì các bạn phải dùng là tab. Đây này, được chưa? Thì ở đây điểm tab stop đó là điểm 8, tôi muốn dừng ở điểm 8 thì các bạn chọn là 8. Và kiểu argument đó là cái canh nề tab. Ở đây chúng ta có canh từ trái sang phải, là canh giữa là canh từ phải sang trái, ok chưa? Bây giờ các bạn chọn cho tôi là từ trái sang phải nhá. Và các cái kiểu đó là khoảng trống, kiểu 1 là khoảng trống, kiểu thứ 2 đó là chúng ta chấm chấm chấm, kiểu thứ 3 là chúng ta gạch. Thì tôi sẽ chọn cái kiểu chấm nó thường là phổ biến nhất, các bạn ấn set và ấn ok. Thì ở đây chúng ta sẽ tab lại, ấn nút tab bên tay trái thì nó sẽ tab cho bạn một đoạn này, do nó nhảy từ điểm này sang một điểm khác bởi một cái khoảng trống hoặc là một cái dấu chấm này mà các bạn quy định trước, các bạn chọn trước, ok chưa? Rồi tiếp theo các bạn muốn xóa cái tab này đi thì có cách, đó là các bạn ấn nút back, được chưa? Ấn nút back hoặc là nút đen. Và cách thứ hai đó là các bạn chọn vào cái hình thước kẻ vuông trên này, là các bạn kéo nó xuống thì nó sẽ mất điểm tab đi, ok chưa? Thì nhiều máy các bạn sẽ không xóa được bằng nút back đâu, và các bạn phải xóa bằng nút đen, ok chưa? Bôi đen và xóa thôi, không thì các bạn kéo nó xuống. Bây giờ nha, chúng ta sẽ vào cái bài tập để chúng ta thực hành luôn. Các bạn mở quyển sách của các bạn ra. Đây, cái bài tập đó là bài tập 6.2. Ok. Thì để được làm được cái bài tập này thì chúng ta sẽ học luôn đó là cái làm việc với bảng biểu. Thì ở đây tôi sẽ dạy cho các bạn làm việc với bảng biểu luôn. Các bạn muốn kẻ bảng ở trong cái Word này thì các bạn chọn vào Insert, đó là chọn vào Table. Đây, các bạn sẽ chọn những cái số cột và số dòng mà các bạn muốn, được chưa? Nếu mà các bạn nào nhiều quá mà ngại đếm không đếm được thì các bạn vào Insert Table. Ở đây chúng ta sẽ đánh nó Number of Column, đó là số cột, và Number of Row, đó là số dòng. Thì ở đây chúng ta sẽ cho là ví dụ 10 và 10, ok chưa? Các bạn ấn ok thì nó sẽ ra được cái bảng này, ok chưa? Và cái bảng này chúng ta sẽ được thực hành, đó là nếu mà các bạn muốn insert thêm cột, thêm dòng thì các bạn bôi đen nó, bôi đen. Ví dụ tôi muốn thêm một cọc, một dòng này này, một cột, thì các bạn bôi đen cột đó và các bạn ấn chuột phải, ấn insert thì nó sẽ có cái biểu tượng mũi tên sang trái, là nó sẽ insert bên trái của cái cột bê đen bên phải. Thế đây tôi sẽ insert bên trái nhá, được chưa? Nó sẽ, đây này. Ok, đối với dòng thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn đó là trộn các ô với nhau. Thường thường ở đây chúng ta cái ô này nó sẽ là ô diễn giải chẳng hạn, thì các bạn sẽ trộn nó thành một ô thôi, đúng không? Thì các bạn bôi đen hết những cái ô này, bôi đen hết này, và các bạn chuột phải vào vùng bôi đen, chọn Merge Cell, được chưa? Và các bạn diễn giải ở đây, ví dụ là bán hàng. Rồi, và nhiều bạn lại không biết là căn nó làm sao nó ra giữa cho đẹp, đúng không? Thì các bạn chọn vào cái ô mà các bạn muốn căn ấy, chọn vào layout và các bạn chọn một cái nút căn giữa này này, đó nó sẽ ra, được chưa?
Còn đối với trộn hai ô này với nhau thì các bạn bôi hai ô này, và các bạn chuột phải ấn Merlin Cell. Được chưa? Rồi, ví dụ là ô này các bạn bảo là tôi cần chia hai cái này ra thành thêm một cột, có nghĩa là chia thành hai cột trong ô này, thì các bạn chuột phải vào chọn slip, thì ở đây number of column đó là số cột và row là số dòng, thì mình thêm hai cột đúng không, ok, đó nó sẽ được như thế này, chưa được chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp đến là tính tổng, tính trung bình. Nhưng cái này tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái bài phía sau để các bạn thực hành luôn thì nó mới dễ được, dễ hiểu, được chưa? Và bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn là ẩn xóa đi những cái viền này, cái đường viền này làm sao để xóa đi được. Thì các bạn chọn vào cái ô này, được chưa? Bạn chọn vào những cái ô mà bạn muốn xóa đi, các bạn chọn đó là top distance nhá. Các bạn chọn này này, border thì bạn chọn no border. Ok chưa, nó sẽ mất đi nhá. Được chưa, mất chưa? Thì cái này chúng ta sẽ ứng dụng vào việc, cho việc ví dụ chúng ta muốn viết cái gì đó cân nhau. Đây ví dụ tôi bôi lại này. Ví dụ tôi muốn viết cái từ ở đây nó là bán này và mua nó cân nhau. Đó, khoảng cách cân nhau. Nếu mà chúng ta viết không ở đây này thì nó sẽ rất là khó là căn. Được chưa? Trừ khi bạn dùng tab, cái tab chúng ta vừa học đó, ví dụ nha, chúng ta viết chữ bán đây đúng không, và chúng ta muốn đặt điểm tab để mua ở cái vị trí đó là 14 đúng không, ô 14 này, thì các bạn đặt điểm tab nhé, ở đây 14, và các bạn chọn là led từ bên trái sang, và điểm tab chúng ta nó sẽ khoảng trống, các bạn ấn set, ok, ấn tab thì nó sẽ ra được điểm ở đây và chúng ta xin từ mua. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn kẻ bảng, và các bạn kẻ xong thì các bạn xóa viền đi. Đó, đúng chưa? Hai cái này đều được, các bạn dùng cách nào cũng được. Ok. Còn nếu mà các bạn muốn chỉnh những cái đường ở phía trong này này thành đường nét đứt, nét chấm 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 ấy, thì để cho nhìn thuận tiện ấy, thì các bạn bôi đen những cái ô đấy, bạn chuột phải vào nhá. Các bạn chọn border and shading này thì nó sẽ hiện lên cho các bạn bảng đó là border. Thì đây là cái hiển thị của cái dòng kẻ này. Được chưa? Đây là tương ứng với một cái ô ấy. Thì bây giờ các bạn muốn những cái đường ở phía trong này là nét đứt thì các bạn chọn cho tôi là nét đứt thôi. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ chọn này. Được chưa? Rồi, đó, bạn ok nhá. Được chưa, nó sẽ thành nét đứt chưa, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập luôn đi. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái vẽ này để chúng ta làm, đó là các bạn xóa đi thì các bạn bôi đen và chuột phải ấn đen đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng vào cái bài tập, đó là bài tập chúng ta đánh cái phiếu đăng ký dự học này. Thì các bạn nhìn thấy cái này nó có cân không ạ? Nó có cân không? Đó là việc tôi dùng cái kẻ bảng ấy. Tôi dùng kẻ bảng. Đấy nhá, tôi sẽ làm hiện nó lên này. Đó, tôi kẻ bảng và tôi đánh những cái này vào trong này. Được chưa? Thì nó sẽ cân. Bây giờ tôi làm lại này. Đây nhá, các bạn chọn Insert Table. Các bạn chọn hai cái bảng kẻ hai cái ô này nó cân nhau đúng không? Bây giờ các bạn chỉ nhập đó là cái bộ giáo dục vào cái này các bạn đánh nhé, thì tôi ở đây tôi sẽ copy cho nhanh. Được chưa? Rồi, và các bạn bôi bạn cân căn này. Căn thì các bạn vào layout, các bạn căn nó ra giữa là được. Đó, nó khá là đẹp đúng không? Và các bạn bây giờ bỏ khoảng trống đi. Bạn vào đi xa nhá, chọn no border. Tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn sau khi xem thì đến cái video này mình ngỡ ra bảo là
nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó là khá là hiệu quả đúng không? Nhiều bạn vẫn bây giờ vẫn dùng thủ công, đó là chúng ta cứ đánh xong đến là cách xong là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xong là enter xuống để đánh từng cái này một, đúng không? Vâng, đấy là cách thủ công khi bạn chưa được học khóa học này, quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi bây giờ nhá, đối với cái phần phiếu đăng ký dự học này, các bạn làm đánh và làm cho tôi. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn đặt tab và chúng ta thực hành trên cái tab này như thế nào. Thì ở đây tôi sẽ không đánh lại nữa mà tôi sẽ xóa cái tab này đi và chúng ta sẽ làm lại, đúng không? Tôi sẽ xóa này, cách xóa lúc tôi đã dạy các bạn rồi nhá. Kéo ở đây này, kéo những cái có cái ô vuông nhỏ này. Rồi máy tôi bị đơ, kéo nó xuống nhá và vứt nó đi. Đó, đó là những cái tab. Các bạn vứt hết đi. Lúc đánh đánh ban đầu ấy thì các bạn chưa biết làm ấy thì các bạn cũng phải đánh như thế này cho tôi, đó là chúng ta cứ đánh liền nhau, ok chưa? Còn cái chỗ này chúng ta sẽ chia làm hai cột, các bạn sẽ chia làm hai cột cho tôi. Trước khi chia thì các bạn bỏ đi, các bạn bỏ đi để tí nữa chúng ta làm lại nhìn cho nó dễ, đúng không? Đó. Rồi nhá, bây giờ các bạn cùng nhau làm này. Lúc đầu ấy, mới đầu ấy chúng ta chỉ đánh như thế này thôi, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng làm này, chúng ta cùng đặt tab này. Đây, chúng ta đặt chuột vào cái vị trí mà chúng ta cần đặt tab. Các bạn chọn đó là insert này, chọn home này, chọn paragraph này, được chưa? Chọn tab. Thì điểm dừng của chúng ta sẽ thống nhất nó dừng ở điểm 8 đối với cái tab nhất, được chưa? Các bạn dừng ở điểm 8. Các bạn cho nút 8 này và chọn kiểu chấm, ấn set, ấn ok và bạn ấn nút tab bên tay trái ấy. Đó, và ở cái quán này chúng ta cũng cho điểm dừng là số 8 thì các bạn cũng làm lại một lần nữa như thế. Nó không có một cách nào làm nhanh hơn đâu, bắt buộc chúng ta phải làm như thế, được chưa? Đó, hai cái nó điểm trùng nhau này. Bây giờ chỉ có một cách, đó là chúng ta gộp những cái ô cùng một dòng vào, nó có nhiều tab thì chúng ta gộp vào, thì chúng ta gộp nhá. Ví dụ là ở đây chúng ta có hai tab đúng không? Một đây này, ví dụ ta làm trên này nữa, một tab đây chúng ta đặt đến điểm 8 nhá, tab thứ hai chúng ta đặt đến là ô 16.5 đi, thì các bạn đặt tab này, làm tab này 16.5 chấm set ok, được chưa? Nó sẽ ra như này nhá. Nhưng thay vì chúng ta làm hai lần như thế thì các bạn làm một lần thôi, nó chỉ trên được một dòng thôi, được chưa? Các bạn là bôi đen này, xong bạn ấn paragraph tab. Ở đây điểm thứ nhất chúng ta dừng ở 8, các bạn chọn 8 và chọn kiểu chấm 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 set ok. Tiếp thứ hai đó là đến 16.5, các bạn lại set lần nữa thì nó ra hai cái điểm tab đây này, các bạn nhìn thấy chưa? 8 và 16.5 này, ấn ok này. Bây giờ chúng ta tab nhá, đặt chuột vào cái vị trí tab đầu tiên về điểm 8 và cái thứ hai nó tự về điểm 16 luôn, ok chưa? Còn cái chức vụ và đơn vị công tác này các bạn làm tương tự, nó khá là dễ thôi, được chưa? Còn ở đây tôi sẽ dạy cho các bạn cái chỗ lớp học. Lớp học là chúng ta sẽ chia cột, các bạn sẽ chia cột nhá bằng cách là các bạn bôi đen này, bôi đen đoạn này này, các bạn chọn cho tôi đó là page layout, chọn column, chọn to đi, được chưa? Thì nó sẽ nhảy lên thành hai cột cho các bạn. Đấy, nó nhảy thành hai cột này, để điểm ngăn cách ra cột này này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đặt điểm tab này. Điểm tab thứ nhất, các bạn gióng lên từ đây đến đây nó chỉ đến 6 thôi. Thì các bạn bôi đen hai cái này. Các bạn đặt tab đây. Các bạn chọn ở đây cho tôi đó là home đi, paragraph, điểm tab thứ nhất là 16. Được chưa? Ở bên này cũng thế. Ở đây chúng ta sẽ cho dừng ở là điểm bao nhiêu? Chúng ta sẽ cho dừng ở điểm 16.5. Ok.
Nó quá là dài rồi thì chúng ta cho lại nhá. Ở đây do chúng ta chưa cột đấy thì là từ đoạn này nó sẽ chia thành tab mới này, và chúng ta gióng sang ở đây nó chỉ là 7,5 thôi, được chưa? 7,5 thôi. Đó, đây là do chúng ta chưa cột mà thì nó phân cách đoạn này là lại đếm từ 1, được chưa? Ok. Và những cái phần dưới các bạn làm tương tự nhá. Đối với cái phần ngày tháng năm tháng này này, ký này thì các bạn cũng chưa cột cho tôi. Các bạn kẻ cho tôi nhá. Bạn kẻ cho tôi đó là 22 cột và các bạn làm cho tôi vào đây là được. Ok chưa? Vâng, nó rất là đơn giản đúng không bạn? Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp đến cái bài tiếp theo, đó là chúng ta sẽ thực hành kẻ bảng kẻ ô và tính những cái phép tính cơ bản trên cái quốc này. Thì bây giờ chúng ta sang một cái trang mới nhá. Ở đây các bạn có thể ấn vào nút Ctrl N là tạo mới đúng không? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài 7.1, đó là chúng ta vẽ cái bảng. Được chưa? Bảng lúc đấy tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Ở đây tôi sẽ mở ở đây cho bạn xem nếu mà bạn ngại mở sách. Thì cái bài tập của chúng ta đây, đây bài tập của chúng ta đây. Thì các bạn bắt đầu đếm này, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cột và bao nhiêu đây? 7 cột và 17 ô, 17 dòng. Thì các bạn vào đây. Vào cái gì các bạn? Insert, đúng rồi. Vào table và chọn insert table. Ở đây số cột các bạn đánh là 7 nhá. Số dòng là 17. Ok chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu điền này. Thứ nhất, chúng ta có số thứ tự. Thứ hai, chúng ta có họ và tên. Thứ ba, giới tính này. Rồi. Có ô điểm này, các bạn cứ đánh ở đây thôi. Tí chúng ta gộp sau, được chưa? Và cái ô cuối cùng chúng ta là trung bình. Rồi, tiếp đến dưới điểm chúng ta có là quốc. Tiếp theo đó là Excel. Tiếp theo chúng ta có lý thuyết. Rồi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ bắt đầu gộp những cái ô này vào với nhau, xong chúng ta mới làm những cái tiếp theo. Nhất tôi không cần biết, tôi chỉ cần gộp cái ô điểm này, 3 ô này là thành một ô này. Các bạn chuột phải này, margin cell này. Được chưa? Tí chúng ta sẽ căn xong nhá. Ô trung bình 2 ô này thành một ô này, margin cell này. Hai cái ô giới tính là margin cell này. Họ tên này, margin cell này. Số thứ tự các bạn chuột phải, margin cell này. Được chưa? Bây giờ chúng ta mới căn ra giữa này. Các bạn chọn vào layout, chọn vào cái ô ở giữa này này. Quốc lại như thế, được chưa? Vậy, đấy. Nó sẽ ra được cái rất là đẹp. Đây, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đánh số thứ tự. Thì nhiều bạn không biết được đâu, không biết đánh số thứ tự tự động trong cái quốc này đâu. Các bạn cứ đánh số 1, số 2, rồi số 3 như thế này. Mất thời gian đúng không? Thì đây, thay vì vừa đấy, các bạn bôi đen cho tôi những cái cột mà chúng ta muốn đếm. Bạn chọn vào Home, bạn chọn vào cái tab Paragraph này, có cái cột đếm tự động này. Bạn chọn số 1, 2, 3. Nhiều máy các bạn chưa được định dạng sát, nó chỉ có 1 chấm này, 2 chấm, 3 chấm. Thì các bạn muốn bỏ dấu chấm này đi đúng không? Các bạn muốn bỏ dấu chấm này đi thì các bạn chọn vào đây. Chọn vào Delete này. Đây nhá, các bạn nhìn lại nhá. Chọn vào cái Delete, Define này, New này. Các bạn xóa cái dấu chấm ở cái chỗ Number Format này đi. Ấn OK thì nó sẽ mất thôi, được chưa? Nó khá là đơn giản. Và các bạn chỉnh cho những cái ô này nó bé lại. Muốn chỉnh thì các bạn chỉ có việc đặt chuột vào cái dòng đấy mà kéo nhỏ lại là được thôi. Rồi thôi, chúng ta để như thế này đi, được chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy tiếp cho các bạn, đó là chúng ta sẽ đánh số thứ tự. Số thứ tự này nó đang nằm theo cái chiều khác cơ. Thì bây giờ chúng ta muốn chỉnh thì có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn chuột phải vào, chọn đó là Text Direction đây này, và các bạn chọn cái chiều bạn mong muốn.
ở đây ô nó nhỏ quá nên bạn kéo nó rộng ra, được chưa? Cách thứ hai đó là chúng ta vào ô layout này, các bạn có chữ text deletion ở đây này, nhưng cách này các bạn phải ấn đi ấn lại nhiều lần, được chưa? Nó không có chọn luôn đâu. Ở đây thì chúng ta chuột phải này, chọn đó là text deletion này, các bạn chọn luôn chiều các bạn nhìn luôn được không? Rồi, vâng. Còn cái chỗ lý thuyết này nó thấy xuống dòng không? Nhiều bạn bảo là chị ơi em phải làm đúng như thế, hoặc là tôi đi dạy thì nhiều người đó là họ là học ở bên Hàn Quốc xong họ về đây họ học lại thì họ yêu cầu độ cái chuẩn xác so với cái mẫu là hầu như là đến 99%. Ok nhá, các bạn ấn bằng cách ấn Alt Enter. Yeah. Alt Enter nhá. Hoặc có một số máy thì các bạn chỉ cần Enter thôi. Ok chưa? Tùy từng máy các bạn nhé. Rồi, tiếp đến nhá. Tiếp đến các bạn nhập cho tôi cái tên, giới tính và điểm. Thì ở đây bên này tôi có rồi. Ở bên này tôi có rồi. Thì tôi sẽ tính luôn trên này nhá. Tôi tính luôn trên này. Thôi, đối với ô tổng cộng này này, chúng ta sẽ dùng như sau, đặt chuột vào ô chúng ta muốn trả kết quả. Đúng chưa? Các bạn đặt chuột vào ô chúng ta muốn trả kết quả. Các bạn chọn layout. Chọn layout cho tôi. Các bạn chọn formula. Formula đấy. Thì đây nó sẽ hiện ra cái bảng công thức tính ở đây. À, cái formula đó là cái công thức chúng ta sẽ tính tổng. Còn cái number format này thì bạn không cần quan tâm đâu. Được chưa? Những cái gì tôi nói thì không cần quan tâm này thì các bạn đừng quan tâm. Nó sẽ rất là đau đầu. Được chưa? Còn page function này thì đó là những cái hàm như thế này, hàm average đó là hàm tính trung bình, hàm cao là hàm đếm, hàm full size if là nếu, in là hàm lấy về kết quả chắc, max là lớn, min là nhỏ, mode là lấy sẽ lấy ở giữa, not là không, on là hoặc, product là tính tổng. Dựa những cái hàm này thì chúng ta sẽ được sử dụng dần dần. Và ở đây là những cái hàm đơn giản thôi, vì sau tôi sẽ dạy cho các bạn đó là chúng ta trộn cái Excel vào để thực hiện những cái chức năng khó hơn mà Word không thể làm được, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính hàm tổng này. Bây giờ cái ô kết quả của chúng ta ở đây đúng không? Thì những cái tính tổng ở phía trên nó thì nó sẽ dùng hàm như sau: column này, sum này, above phía trên, có nghĩa là nó sẽ tính tổng của những cái thằng ở phía trên. Các bạn ấn OK thì nó sẽ ra được kết quả, được chưa? Và tương tự như thế thì các bạn cũng sum. Máy tôi nó hơi đơ tí rồi. Sum này các bạn ấn OK luôn. Thì tại vì ở trong Word ấy thì nó mặc định làm sum và tính tổng ở phía trên. Thì bây giờ các bạn mỗi cái ô này là các bạn lại phải làm như thế. Thì cái này nó tự động, nó mặc định rồi thì nó còn dễ. Nhưng mà đối với những cái thằng ở dưới này nó không mặc định thì chúng ta phải sửa thì rất mất thời gian đúng không? Đây bạn ấn OK này. Nhưng đối với tính trung bình, đối với tính trung bình thì nó là sẽ tính trung bình ở bên tay trái đúng không? Thì bạn ấn formula này, các bạn xóa cái công thức của hàm sum đi, để lại dấu bằng, các bạn chọn cho tôi function đó là chúng ta hàm average, hàm tính trung bình. Và chúng ta phải điền chữ let vào đây. À, tính ở bên tay trái. Nhưng mà cứ xuống một ô này chúng ta lại phải làm như thế một lần, nó rất mất thời gian. Nên là chúng ta sẽ phải dùng cái mẹo đó là các bạn xóa đi này, chọn Everest này, rồi các bạn ghi chữ led vào. Thì cái led right above và ở phía dưới thì tôi đã hướng dẫn các bạn ở trong cửa sách rồi, các bạn mở mà xem thôi, được chưa? Còn trường hợp chúng ta là tính bên trái, bạn ok này, xong các bạn ấn nút xuống cho cái ô xuống dưới nhá. Và các bạn ấn F4 nó tác dụng là nó sẽ hoạt động lại những cái thao tác mà chúng ta vừa làm. Các bạn cứ xuống và F4 thôi, được chưa? Đó, ok. Và bây giờ chúng ta chỉ việc căn lại cho nó chuẩn thôi, cho nó đẹp, được chưa? Tùy ý bạn thôi. Ok. Còn đối với hàm, nếu mà có kết quả của chúng ta ở cái chỗ ô giới tính như này thì các bạn tính hàm Everest và ở phía bên tay phải hàm Right nhá. Ok.
Bây giờ chúng ta ôn lại một lần nữa này. Các bạn muốn ẩn ẩn cái số, cái dòng này đi này, dòng của bảng đi, thì các bạn chuột bôi đen cả cái vùng đấy. Các bạn chọn đi size và chọn low border, được chưa? Đó. Rồi, còn quay chữ nghiêng này thì các bạn chuột phải vào cái ô cần quay này. Bạn chuột phải là chọn đó là text direction, các bạn chọn chiều bạn muốn quay này, được chưa? Rồi, bây giờ bạn muốn chia, bạn muốn chia thêm cột, thêm dòng thì các bạn chuột phải vào cái ô đó và chọn slip. Được chưa? Đó, được chưa? Rồi, còn tính tổng thì các bạn vào đặt chuột vào cái ô chúng ta cần tính tổng ấy và xem là nó ở phía cái ô, các cái ô phía bị cộng ấy thì nó ở phía trên hay phía dưới ô kết quả để chúng ta làm. Chúng ta vào layout chọn công thức. Ok. Được chưa? Thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Các bạn hãy ôn lại và mở cái file mới ra, các bạn thực hành cho tôi nhá, chứ không được xem không đâu. Xem không thì nó sẽ nhanh quên. Tại vì tôi giảng chi tiết thì các bạn có thể xem phát là hiểu được ngay, nhưng mà sau này các bạn sẽ quên, nên chúng ta sẽ thực hành lại được là tốt, được chưa? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.